xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị đối thoại tiếp xúc với 100 hộ dân tại địa phương. Tại buổi đối thoại, bà con nhân dân cho biết, tuyến đường 997C đã thi công xong, đề nghị địa phương khảo sát lắp đặt hệ thống điện để đảm bảo an toàn giao thông. Tình trạng điện áp không ổn định, giờ cao điểm điện yếu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đề nghị địa phương trao đổi với ngành điện để khắc phục.